Hello, hello! Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hiện bây giờ là ngày thứ 6 tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam các bạn đã bước vào cuối tuần ngày thứ 7 rồi. Và trong video này đương nhiên Thuận sẽ tiếp tục chia sẻ những tin tức mới nhất với các bạn. Nhưng mà Thuận cũng muốn dành thời gian để mà tâm sự một chút các bạn và hy vọng các bạn có một cuối tuần vui vẻ. Thuận sẽ cố gắng truyền đạt một số những năng lượng tích cực hơn về tình hình thị trường hiện bây giờ. Nhưng mà trước hết thì với tình hình này không biết bao giờ Thuận mới có thể mua được kem đánh răng mới các bạn. Thường nãy giờ các bạn một chút mà thôi nhưng mà chúng ta bây giờ hãy bắt đầu nhìn vào tình hình chung của thị trường hôm nay tình hình như thế nào các bạn chúng ta tiếp tục có những cái tin tức tốt liên quan đến cái nền kinh tế ở hoa kỳ cả tuần này đó chúng ta có rất nhiều tin tức tốt các bạn cpi cũng tốt những chỉ số về sản xuất cũng tốt và hôm nay đã chúng ta có cái chỉ số khảo sát liên quan tới tâm lý người tiêu dùng cũng tốt các bạn cái ước tính là 66.7 điểm và chúng ta đã có cái chỉ số này là 67.8 điểm tháng vừa rồi là 66.4 điểm và chúng ta tiếp tục thấy là chứng khoán của Hoa Kỳ lại là một màu xanh ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy được là cả ba chỉ số Dow Jones S&P 500 và Nasdaq đều tăng hơn 0.2% các bạn và ngày hôm qua đã tăng nhiều rồi và có thể nói đây là cái tuần tốt nhất trong năm 2024 sau khi tuần vừa rồi đã có một cái đợt đâm xuống tại vì nhiều người lo lắng về khả năng có suy thoái tài chính bây giờ chúng ta lại nhận được những cái thông tin tốt liên quan đến nền kinh tế của Hoa Kỳ như tôi đã chia sẻ với các bạn trong cái thời điểm này đó nếu chúng ta nói về thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ thì rất là nhạy cảm với những cái tin tức liên quan đến nền kinh tế lần này chúng ta nhận được rất nhiều những cái thông tin tốt chúng ta nhìn thấy được là cả tuần này chứng khoán đã hồi phục và là cái tuần tốt nhất của năm nay 2024 trong khi đó chúng ta nhìn thấy được là vàng nơi hôm nay cũng đã đạt được đỉnh mới các bạn. Bây giờ đã kết thúc hợp đồng vàng ở mức là 2.546 và hợp đồng của dầu đó thì không thay đổi nhiều các bạn. Hôm nay xuống một chút ở mức là 76 đô 60 cent cho một thùng dầu vẫn dưới 80 đô. Coi như cũng không có gì đáng kể nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là tuần này chúng ta có cái sự khởi sắc cho thị trường chứng khoán cũng giống như là vàng hôm nay đạt được đỉnh mới. Và nếu chúng ta tính cái chỉ số Dow Jones thì các bạn nhìn thấy được là trong dòng thời gian là từ đầu năm tới bây giờ đã, đã tăng 7.97% và một năm qua đã tăng 17.04%. Khi mà chúng ta nói tới vàng đó hôm nay đạt đỉnh mới thì chúng ta nhìn thấy được là từ đầu năm tới bây giờ đã vàng tăng 17.83% và một năm qua Tăng 25.15% các bạn. Và chúng ta cũng thấy một cái chỉ số mà chúng ta chờ đợi giảm trong thời gian qua đó chính là chỉ số DXY. Thì gần đây nó cũng đã có dấu hiệu giảm các bạn. Đương nhiên chúng ta bây giờ đã đang chứng kiến chỉ số này ở mức là 102.4. Thì cái chỉ số này vẫn chưa dưới 100 điểm các bạn. Chúng ta muốn thấy chỉ số này dưới 100 điểm và trong thời gian có thể nói được là hai năm qua đó chỉ số này chỉ dưới 100 điểm một thời gian ngắn đó chính là vào mùa hè của năm ngoái mà thôi rồi sau đó lại một lần nữa trên 100 điểm đây là cái chỉ số mà đo lường sức mạnh của đồng đô la khi mà so sánh với những đồng khác như là đồng yen đồng euro châu âu đồng bảng anh vân vân thì đây là một cái biểu đồ mà nó thường có xu hướng ngược với lại tình hình thị trường nói chung cho nên chúng ta muốn thấy chỉ số này giảm xuống và trong thời gian 6 tháng qua đó thì tuy vẫn chưa có giảm xuống dưới 100 điểm nhưng mà chúng ta nhìn thấy được từ cái mức là khoảng 105 106 điểm chúng ta bây giờ một lần nữa chỉ số này giảm xuống còn 102 4 điểm nói chung nó tất cả đều tốt trong tuần này các bạn nhưng mà một trong những cái thị trường mà nhiều bạn quan tâm đó chính là Bitcoin thì lại ở mức là 59.000 đô 59.000 đô đó không phải là tệ các bạn 59.000 đô vẫn là một con số rất là tốt nhưng mà đương nhiên khi chúng ta nhìn thấy được là tuần này chúng ta có cái sự tăng trưởng mạnh của chứng khoán chúng ta thấy được là vàng cũng đạt đỉnh mới có rất nhiều tin tức tốt nhưng mà Bitcoin đó thì vẫn như vậy các bạn vẫn 58-59.000 trong thời gian qua đương nhiên đã có một cái sự hồi phục từ cái mức thấp đó chúng ta cũng đã nhớ tuần vừa rồi là 49.000 đô thì bây giờ đã, đã hồi phục lại 10.000 nhưng mà đã không có cái sự tăng trưởng trong tuần này mặc dù đã có nhiều tin tức tốt liên qua đến CPI và nền kinh tế thì lại khiến cho nhiều người không được vui nhưng mà cũng tùy theo là các bạn hỏi ai nếu như là các bạn là một người mà vẫn đang tích lũy bitcoin đó thì đương nhiên các bạn không muốn giá tăng mạnh bây giờ các bạn muốn có thêm thời gian để tích lũy nhưng mà nhìn chung đó khi mà chúng ta so sánh thì chúng ta lại cảm thấy được là bitcoin đã không có cái sự tăng trưởng như là những cái thị trường kia mặc dù là cũng cùng một số những tin tức đó điều mà các bạn nên nhận ra đó là cái tâm lý nó bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài nếu như mà chúng ta không biết gì về tuần này tuần vừa rồi đó cái lúc mà chúng ta nhìn thấy giá giảm xuống là bốn chín 000 đô Chúng ta không biết tuần này có những thông tin gì Nếu như mà thường nói với các bạn là trong vòng một tuần giá Bitcoin sẽ hồi lại 10.000 đô Thì lúc đó cảm giác của các bạn sẽ tốt hơn bây giờ rất là nhiều Chỉ vì chúng ta đã chứng kiến cái sự tăng trưởng của những thị trường kia Chúng ta chứng kiến những thông tin tốt mà giá nó không có tăng trưởng tương tự Thì khiến cho nhiều người ra lại cảm thấy không được vui hiện bây giờ Cho nên cái cảm giác của các bạn đang có, tâm lý các bạn đang có nó bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những gì xung quanh của các bạn. Cũng giống như là các bạn thấy là một người có thể là làm lương cao có thể là người đó đó có một số tài sản họ ở trong một cái khu đó thì họ cảm thấy được làm rất là thoải mái giống như mình là một cái gia đình mà có điều kiện hơn những gia đình khác nhưng mà người đó cũng là lương đó cũng là những tài sản đó nhưng mà bây giờ đó lại chuyển tới một cái thành phố khác thành phố này có mức sống cao hơn thì xung quanh của người này khi mà họ dọn đến một cái nơi ở khác thì những cái nhà xung quanh họ cũng có thu nhập cao và nhiều tài sản mà có thể là còn nhiều hơn là người này nữa. Người này là một người mà trước đây cảm thấy là cuộc sống rất là tốt, cuộc sống rất là thoải mái. Tại vì họ sống trong một cái môi trường khi mà họ so sánh với những người xung quanh, theo cảm thấy là mình rất tốt. Nhưng mà khi mà họ chuyển qua một môi trường khác mà có nhiều người giàu hơn họ thì họ lại cảm thấy không được vui các bạn. Đó chính là cái tâm lý mà khi chúng ta nhìn vào giá cả khi chúng ta so sánh thị trường này với thị trường kia nhưng mà khi các bạn zoom ra thì các bạn mới thật sự thấy được chúng ta nhìn vào giá của btc đi để hùng refresh lại trong vòng từ đô năm tới bây giờ thì các bạn nghĩ là giá của bitcoin ra sao từ đầu năm tới bây giờ đã giá của Bitcoin tăng 41.35% các bạn và chúng ta nhìn thấy được là trong vòng một năm qua thì giá của Bitcoin đã tăng 104.94% chúng ta cũng vừa nói đến là vàng đạt đỉnh mới các bạn nhưng mà vàng đó cho dù đạt đỉnh mới đi nữa thì chúng ta cũng nhìn thấy được là trong vòng một năm qua tăng 25% trong vòng từ đầu năm tới bây giờ tăng 17% chúng ta nhìn vào chỉ số Dow Jones cho dù đã có cái sự tăng trưởng ngày hôm nay các bạn nhìn thấy được là một năm qua thì cũng chỉ tăng 17.04% mà thôi và từ đầu năm tới bây giờ thì tăng gần 8% và sẽ có một số người nói là chúng ta không thể so sánh ngang gì được tại vì thị trường kho thị trường nhỏ hơn và mới hơn thì có đó đúng các bạn nhưng mà đến cuối cùng đó thì những nhà đầu tư họ cũng sẽ so sánh mà thôi tại vì sao tại vì cũng một số tiền đó đối với lại cái góc nhìn là những thị trường nó khác nhau cho nên không so sánh được thì cái đó là một góc nhìn các bạn nhưng mà góc nhìn khác đó là một người đầu tư trong túi thuận có 10.000 đô cái thuận có thể lựa chọn là 10.000 đô đó phân bổ như thế nào và tới cuối cùng đó thì cái mà thuận quan tâm đó chính là cái mảng đầu tư nào mang đến cái rủi ro thấp hơn và cơ hội tốt hơn đó là điều mà nhiều người sẽ quan tâm cho nên họ sẽ luôn so sánh thị trường này với thị trường kia đó là cái điều đầu tiên cái điều thứ nhì đó là các bạn nghĩ tới cái quan điểm là phá nên cựu đầu đến mới chúng ta cũng đã nói về cái điều này nhiều lần trên kênh rồi các bạn trên căn bản chúng ta đã đi trước những chu kỳ trước đó rất nhiều rồi đáng lý đâu đó chúng ta phải đợi đến cuối năm nay thì chúng ta mới thấy giá bitcoin phá nên cựu đầu đến mới chỉ vì chúng ta có bitcoin spot etf cái dòng tiền đến quá nhiều khiến cho giá bitcoin đã tăng mạnh các bạn và phá nên cựu đầu đến mới trước cả Bitcoin hai bình đó là điều mà chưa từng có trong lịch sử rồi sau đó chúng ta mới thấy được giá nó đã, đã không tiếp tục tăng nữa tăng tới mức là 73.800 đô rồi sau đó lại có sự điều chỉnh mà chúng ta có lay quay từ cái mức là 60 tới 70.000 -70 đô trong vòng mấy tháng qua khi các bạn zoom ra các bạn sẽ thấy được là trên căn bản đây chúng ta cũng không có đi đâu cả chúng ta chuyển qua biểu đồ của nến ngày đi tôi sẽ zoom ra để các bạn thấy được là trên căn bản từ tháng 3 tới bây giờ thì chúng ta vẫn tiếp tục ở trong cái phạm vi này các bạn và Bitcoin đã phá đến cung định mới vào tháng 3 nhưng mà chúng ta cũng thấy được là vàng hay là chứng khoán đó thì phá đến cung định mới cũng đã nhiều lần rồi các bạn ba bốn lần rồi trong khi Bitcoin chỉ phá được một lần mà thôi thì đó là một cái quan điểm nhưng mà cách nhìn khác nữa chúng ta cứ nghĩ đến năm 2021 đi khi mà giá Bitcoin đã chạm cái mức 69.000 đô lần đầu tiên trong lịch sử lúc đó đó thị trường sôi động cỡ nào các bạn nhưng mà lúc đó đó Nhưng mà nào mà đã theo dõi kênh hay là những người nào mà đã trong thị trường này thì cũng đã biết là giá Bitcoin đã chỉ chạm cái mức 69.000 đô rồi sau đó ngay lập tức giảm xuống các bạn chứ không phải là giá Bitcoin trên cái mức 69.000 đô một thời gian dài đâu trên nhân bản nó chỉ chạm cái mức đó rồi giảm xuống cũng giống như năm 2017 đó chạm gần 20.000 đô rồi giảm ngay lập tức sau đó chúng ta nghĩ đến năm nay đã, đã có nhiều lần giá Bitcoin vượt qua mức 69.000 đô rồi các bạn chúng ta nhìn thấy được là 69.000 đô là cái mức ngay đây chúng ta nhìn thấy được là đã có nhiều lần trong năm nay giá Bitcoin vượt qua 69.000 đô cho nên khi các bạn zoom ra các bạn mới thật sự thấy được cái tình hình thật sự nó ra sao và cảm giác của các bạn hiện bây giờ có thể là không hoàn toàn đúng sự thật. Và để thuận cho các bạn một ví dụ khác nữa, khi mà chúng ta nhìn vào những cái thumbnail mà kênh tạo ra đó, thì như bạn có biết, mỗi một thumbnail thì kênh đều để cái giá Bitcoin trên đó để các bạn có thể dễ dàng nhận ra được là chúng ta đã trải qua những thời điểm như thế nào. À, và các bạn có nhìn thấy được lúc nào cũng sẽ có cái logo Bitcoin trên mỗi một cái thumbnail. Thì chúng ta nhìn thấy được là đầu năm nay đi, trở về 8 tháng trước các bạn nhìn thấy giá Bitcoin là 36.000 đô, 37.000 đô, 38.000 đô. Rồi chúng ta bắt đầu bước qua 40.000 đô các bạn, 43.000 rồi 44.000, rồi 42.000. Rồi chúng ta tiếp tục thấy là giá tăng lên tới 50.000 đô và khi chúng ta tiếp tục tới cách đây khoảng chừng là 6 tháng các bạn khi mà giá lên tới 52.000 rồi tiếp tục tăng lên tới cái mức là 57.000. Lúc đó mọi người đã vui như thế nào các bạn? Mọi người cực kỳ hào hứng luôn. Nhưng mà bây giờ chúng ta mức còn cao hơn 57 000 Nhưng mà tâm lý đã tệ rất là nhiều rồi Cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là tất cả vẫn tiếp tục tiến tới Tâm lý đạt cái sự khác biệt giữa tháng này và tháng kia, ngày này qua ngày nọ mà thôi và tâm lý thay đổi rất là nhanh trong thị trường crypto này. Và khi đầu tư Bitcoin đó thì các bạn thấy được thị trường này luôn có cái sự bất ngờ cho tất cả mọi người không ai biết được là ngày mai giá ra sao, năm sau giá như thế nào. Không ai biết hết các bạn. Nhưng mà khi các bạn zoom ra đó thì các bạn mới thực sự thấy được là con đường tiến triển của Bitcoin đã như thế nào. Trong vòng bao nhiêu năm qua khi các bạn nhìn từ những cái tâm neo này các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng của giá cả thì các bạn mới có thể thấy được là về dài hạn bitcoin như thế nào xu hướng mới là quan trọng trong bất cứ một thời điểm nào những cái thông tin những cái tin tức đều có thể ảnh hưởng đến giá cả và có thể rất là tiêu cực hay là rất là tích cực trong một thời gian ngắn các bạn nhưng mà zoom ra dài hạn đó là điều mà thường luôn muốn các bạn nghĩ đến khi mà đầu tư vào bitcoin đây không phải là một loại tài sản mà các bạn có thể đưa ra một cái quyết định là có bao nhiêu tiền rồi đầu tư vào đây trong vòng một năm là bao nhiêu hai năm là bao nhiêu không thể nào chúng ta tính gì được các bạn tại vì một chu kỳ của bitcoin có thể lên tới bốn năm lận và chúng ta cũng thấy được là nếu các bạn đầu tư từ khi bắt đầu tới bây giờ trong vòng mười lăm năm qua thì bất cứ một ai mua bitcoin trong khoảng thời gian bốn năm có nghĩa là các bạn mua bitcoin rồi cho dù các bạn mua bất cứ lúc nào các bạn chọn cái đỉnh của năm 2021 cũng được. 4 năm sau thì cho tới bây giờ 100% của tất cả những người đầu tư Bitcoin 4 năm hơn, hoàn toàn có lời các bạn. Tại vì giá Bitcoin tới bây giờ vẫn tiếp tục theo chu kỳ mà 4 năm. Có phải là giá Bitcoin sẽ luôn theo chu kỳ mà 4 năm hay là không thì đương nhiên không ai chắc chắn được các bạn. Chúng ta cũng đã từng chứng kiến có hai lịch sử mới tạo ra trong vòng mấy năm qua các bạn. Thứ nhất là chúng ta đang thấy được là giá Bitcoin đã giảm dưới cái đỉnh cũ đó là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến năm 2022 khi mà giá Bitcoin giảm xuống 15.000 đô. Trước đó, đó thì giá Bitcoin dù, dù có giảm như nữa trong dòng mùa đông crypto thì cũng không có giảm dưới đỉnh cũ nhưng mà năm 2022 thì đã giảm xuống dưới 20.000 đô nghĩa là cái đỉnh cũ của năm 2017 và lịch sử thứ nhì chúng ta vừa nói đến đó chính là chúng ta có All time hai đỉnh mới trước khi mà có Bitcoin hai bình các bạn. Cho nên không ai chắc chắn được nhưng mà thuộc là người luôn tin như lịch sử cho đến khi chúng ta có lịch sử mới và quan trọng hơn cho dù là chúng ta không còn chu kỳ 4 năm hay là chúng ta còn chu kỳ 4 năm đi nữa cái mà thuần tin tưởng đó chính là về dài hạn đây là một tài sản mà ngài sẽ càng có người chấp nhận rộng rãi hơn và một điều nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn là khi chúng ta so sánh thì các bạn cũng nên nhớ là chúng ta cũng đã có những cái thời điểm tình hình của vàng hay là tình hình của chứng khoán không tốt nhưng mà giá Bitcoin vẫn tăng. Những thời điểm đó đó hầu như chúng ta rất là mau quên, chúng ta chỉ nhớ những cái ngày như là ngày hôm nay các bạn khi mà mọi thứ tăng trưởng nhưng mà crypto chúng ta nói riêng về Bitcoin thì cũng không tăng trưởng, còn altcoin sẽ thì còn tệ hơn nữa, khiến cho nhiều người cảm thấy không được vui. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào lịch sử trong vòng bao nhiêu năm qua các bạn, tính từ năm 2018 tới bây giờ đi, thì các bạn nhìn thấy được là khi mà so sánh Bitcoin lên với là vàng đó, thì mỗi một năm chúng ta thấy được là có tương quan âm, tương quan dương, chúng ta thấy được là negative, nghĩa là tương quan âm, positive nghĩa là tương quan dương thì trong vòng bao nhiêu năm qua các bạn năm nào cũng vậy có lúc âm có lúc dương có lúc âm có lúc dương và chúng ta so sánh BTC với lại chỉ số S&P 500 chứng khoán Hoa Kỳ thì cũng như vậy các bạn. Mỗi năm chúng ta đều có cái sự thay đổi có lúc âm có lúc dương cái sự tương quan thay đổi liên tục. Bitcoin trên căn bản khi các bạn nhìn rộng hơn nó không phải là một cái tài sản mà đi theo xu hướng của vàng 100% hay là đi theo xu hướng của chứng khoán 100% sau này có phải là Bitcoin đó sẽ là vàng điện tử sẽ đi theo xu hướng của vàng hay không thì sau này mới biết được các bạn nhưng mà thuận thì có lòng tin Bitcoin là một tài sản lưu trữ giá trị là một vàng điện tử thì về sau nó sẽ như vậy nhưng mà ngay bây giờ đó vẫn là một tài sản mới chúng ta có rất là nhiều người đầu tư về Bitcoin vì nhiều lý do khác nhau họ đầu tư tại vì họ nghĩ Bitcoin là một cái công nghệ chứng khoán cũng có họ đầu tư tại vì họ nghĩ Bitcoin là tài sản lưu trữ giá trị cũng có họ đầu tư tại vì họ nghĩ Bitcoin là vàng điện tử cũng có các bạn tùy theo là mỗi người đến thị trường này vì một lý do nào đó hay là họ đầu tư trên căn bản chỉ vì họ muốn đa dạng hóa trên đầu tư của họ mà thôi thì cũng có luôn các bạn nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào vàng đó thì có thể nói được là không có ai bây giờ mà nghĩ tới là tình hình tốt làm phát đang tăng cao chứng khoán đang tăng mạnh bây giờ ra đầu tư vào vàng để có lời nhiều hơn tôi không nghĩ người ta nghĩ như vậy vàng đó là một cái loại tài sản đã có rất lâu đời cho nên qua nhiều năm vàng ngày lại càng hình thành vì thế của mình bitcoin cũng sẽ như vậy bây giờ thì chưa phải nhưng mà thường tin tương lai sẽ là như vậy đó là cái phần đầu tiên Thường muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà chúng ta còn một phần nữa tôi cảm thấy nó quan trọng hơn đó chính là khi mà chúng ta nhìn vào giá cả tăng trưởng hàng ngày đó thì nhiều khi chúng ta lại quên đi tại sao bitcoin ra đời tôi sẽ chia sẻ phần đó với các bạn một lát nữa và nó cũng có liên quan tới vàng luôn các bạn chúng ta hãy nhìn vào tình hình chung đó thì vốn hóa ngày hôm nay được refresh lại thì giá của BTC tăng khoảng chừng là 3% so với ngày hôm qua all coins thì tùy theo Orcon các bạn cũng tăng nhưng mà ít hơn là Bitcoin các bạn thì bây giờ vốn hóa thì khoảng 2,1 nghìn tỷ và chúng ta nhìn thấy là tùy theo all coins nào chúng ta có xanh có đỏ nói chung đó thì nhiều xanh hơn đỏ ngày hôm nay về Orcon season thì đã từng chia sẻ với các bạn trong một cái video gần đây rồi chúng ta không biết được all coins nào sẽ tăng trưởng các bạn tại vì có một số all coins thì nó không có tăng trưởng trong những mùa kế tiếp nó không giống như là bitcoin các bạn bitcoin đó thì các bạn thấy được là từ mùa một chúng ta có đỉnh mới và về all coins thì không phải như vậy chúng ta có rất là nhiều đồng lớn đã không lập đỉnh mới trong năm 2021 Nhưng mà nếu nói về mùa altcoins nói chung đó Thì các bạn có thể nhìn thấy được là nhìn vào lịch sử Chúng ta nhìn vào chu kỳ của năm 2017 đi Các bạn nhìn thấy được là giá Bitcoin tăng mạnh Đến mùa hè của năm 2017 Đó chính là vào khoảng chừng là tháng 5 tới tháng 6 đó Thì chúng ta thấy được là mùa hè của năm 2017 Lúc đó chúng ta bắt đầu thấy altcoins có sự tăng trưởng Sau khi Bitcoin đã tăng một khoảng thời gian Và tăng mạnh rồi thì sau đó Altcoin mới bắt đầu là đuổi kịp Bitcoin Và bắt đầu là có cái sự tăng trưởng còn nhiều hơn Bitcoin nữa Và sau đó chúng ta thì được là đến đầu năm 2018 như là cuối mùa năm 2017 đấy các bạn. Các bạn đã nhớ là Bitcoin lập cái đỉnh vào tháng 12 năm 2017, rồi một tháng sau đó Allcoins mới lập đỉnh các bạn. Có nghĩa là chúng ta nhìn thấy được là Allcoin season đó, thường nó sẽ đến cái phần sau của một chu kỳ. Chúng ta nhìn vào năm 2021 đi thì như thế nào các bạn? Cái mùa đó đó, cái thời điểm mà chúng ta có sự tăng trưởng mạnh của Allcoins là mãi tới năm 2021 các bạn, không phải là năm 2020 mà qua năm 2021 và cũng vào khoảng thời gian là tháng 5 của năm đó chúng ta mới bắt đầu thấy được là Bitcoin dominance có nghĩa là cái phần trong thống trị Bitcoin giảm xuống rồi chúng ta mới bắt đầu thấy là altcoin có sự tăng trưởng dài cho đến thời điểm khoảng chừng là cuối năm 2022 trước khi ta bước vào mùa đông của năm đó đó là chúng ta nói về lịch sử mà thôi cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là đương nhiên thuần không thể nào mà khuyên các bạn làm gì được đây là một cái channel mà thường chủ yếu muốn chia sẻ thứ nhất là tình hình của thị trường như thế nào tin tức ra sao và cố gắng chia sẻ một số những cái thông tin đến các bạn để các bạn hiểu rõ hơn về tình hình chung của thị trường để các bạn có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình đương nhiên ngoài trên việc đó ra đó thì đây cũng là một cái kênh mà thùng muốn chia sẻ lòng tin của thuận liên quan tới khôi bản thân thuận đó, thì tích lũy khôi các bạn có đã biết rồi cái này không có gì là như mà nào mà theo dõi kênh 7 năm qua đều biết nhưng mà về bạn có nên tích lũy hay không đó thì mỗi người sẽ có một quyết định và mỗi bạn sẽ có một cơ chế quản lý rủi ro riêng các bạn cũng đã từng nghe thường chia sẻ nhiều lần là thuận là một người mà tin vào lịch sử cho đến khi chúng ta có lịch sử mới nếu như vậy ra thì tại sao mà thuận lại không all in khi mà đầu mùa rồi all out cuối mùa các bạn tại vì thùng đâu thể biết được tương lai thùng không thể biết chắc chắn được là một trăm lịch sử sẽ mãi mãi lặp lại cho nên thuận sẽ luôn có những chiến lược trung bình giá ra trung bình giá vào để có thể quản lý rủi ro của mình các bạn và thuận có phần tiền mặt để riêng và thùng có những cái tài sản khác để mà cân bằng đó là cơ chế quản lý rủi ro lỡ như mà nó không có như lịch sử nữa thì như thế nào cũng giống như thường rất là tin những cái hàng sớm của thường là những người rất tốt nhưng mà thường đi ngủ thường vẫn phải đóng cửa và thường không thể nào cho họ biết được là tài sản Thuần đang giữ đâu và có bao nhiêu <laughs> các bạn thấy được đó là cơ chế quản lý rủi ro và đầu tư cũng là như vậy và mỗi người có mọi vị thế không phải là các bạn thấy ai tích lũy là các bạn cũng nên tích lũy không phải là các bạn thấy ai bán là cũng nên bán cái vị thế đây có nghĩa là gì các bạn vị thế đây có nghĩa là họ là tích lũy bao nhiêu lâu rồi cái giá trung bình của họ tích lũy là bao nhiêu họ tích lũy đó bằng tiền như thế nào họ có đi làm hay không có thu nhập hay là không còn mình có đi làm hay không có thu nhập nhanh hay là không và mình tiền mặt còn bao nhiêu họ còn bao nhiêu những cái đó là những cái yếu tố khác nhau những cái đó là những cái mà hình thành cái vị thế của mỗi người các bạn cho nên không ai giống một ai hết đây là một cái tài sản mà đối thuận đầu tư dài hạn nó không phải là tính theo ngày tính theo tháng mà là tính theo năm các bạn cho nên chúng ta không thể nào biết được là ngày mai hay tháng sau như thế nào nhưng mà về dài hạn đó, thì lòng tin của thuận các bạn cũng đã biết như thế nào về tài sản này rồi và đương nhiên trên channel này đó thuận cũng sẽ có một cái sự rõ ràng với các bạn ít nhất các bạn đều biết khi nào mà thuận tích lũy và khi nào mà thuận bán ra chúng ta cũng đã trải qua những cái thời điểm năm 2021 rồi lúc mà thuận tích lũy lúc thường bán ra các bạn đều biết hết tuy là thuận cũng đã từng nghĩ đến việc là không chia sẻ các bạn tại vì thật ra đó lúc mà thuận tích lũy thì đó là những cái lúc mà giá thường không được tốt các bạn sẽ dẫn đến là rất là nhiều những cái comment tiêu cực khi mà thuận thường... DCA bán ra thì thường đó là cái lúc giá tốt và thường lúc giá tốt để dẫn đến là nhiều bạn mới tham gia vào thị trường này và khi mà nghe giống như là thuận đang trung bình giá ra thì nhiều bạn lại lo lắng hay là không thích nghe à, thì dẫn đến những cái drama các bạn đây là điều mà thuận đã trải qua năm 2021 nhưng mà sau đó, đó thì thuận cũng đã thấy là nhiều bạn cũng ủng hộ là thuận cứ tiếp tục làm những gì mà thuận cảm thấy đúng thì thôi thì thuận vẫn sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn cho đến ngày hôm nay thuận cảm thấy được là cái sự drama đó nó không có đáng gì hết so với cái việc là rõ ràng với các bạn thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều Hiện bây giờ thường tích lũy, mỗi ngày nào đó Thuận sẽ chung mình giá ra và cái này nó không có liên quan gì đến Bitcoin sẽ tăng trưởng trong tương lai hay là không tiếp tục tăng trưởng nữa các bạn nó chỉ đơn giản là tại vì Thuận là một người đầu tư Thuận cần phải cân bằng lại danh mục của mình nếu như mà phần trăm tài sản trong crypto đã vượt quá cái mức mà Thuận muốn thì Thuận sẽ cân bằng lại bằng cách là chung mình giá ra và Thuận sẽ mãi mãi lưu trữ một phần tài sản trong crypto này các bạn và các bạn đã biết là trong vòng mấy năm qua crypto luôn là cái phần tài sản lớn nhất của Thuận và Thuận sẽ không bao giờ all in hay là không bao giờ all out các bạn tại vì Thuận tin thị trường này sẽ có cái sự tiến triển và tương lai thị trường này sẽ có một cái vốn hóa rất là lớn đó là lòng tin về dài hạn các bạn khi nào không biết các bạn có thể là 4 năm, có thể là 6 năm, có thể là 10 năm, có thể là 15 năm như là những người như là Michael Sider nói bản thân của thuận nên thì không thể nào biết trước được tương lai nhưng mà thuận tin tương lai sẽ là như vậy cho nên thuận sẽ luôn lưu trữ một phần bitcoin và sẽ không bao giờ bán hết còn về tình hình hiện bây giờ thì các bạn nhìn thấy chúng ta đang ở trong cái thời kỳ thường là tệ nhất trong lịch sử của Bitcoin các bạn những cái tháng hè đó chúng ta nói tới là tháng 6, tháng 7, tháng 8 thường rất là tệ và tháng 9 cũng rất là tệ theo lịch sử như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà chúng ta đã trải qua gần hết tháng 8 rồi các bạn chúng ta bây giờ đã là ngày 16 của tháng 8 tại Hoa Kỳ ở Việt Nam đã là ngày 17 rồi chúng ta đã hơn nửa tháng 8 chúng ta chỉ cần vượt qua tháng 8, vượt qua tháng 9 nữa thì 3 tháng cuối năm đó thường rất là tốt trong lịch sử chúng ta đang ở trong cái thời điểm thường là tệ nhất trong năm nhưng mà nói thật nó cũng không có phải tệ như là chúng ta nghĩ đâu hồi tháng 6 đó thì đúng là giảm khoảng chừng là 7% nhưng mà tháng 7 là hồi trở lại là gần 3%. Tháng 8 ngay bây giờ cho dù các bạn nghĩ tháng 8 này tệ đi nữa đó thì nó cũng không có đến nỗi nào các bạn. Tháng 8 này chúng ta đang chứng kiến là giảm khoảng chừng là 8%. Chúng ta vẫn còn gần nửa tháng nữa mới kết thúc. Tới đó chúng ta mới biết được nhưng mà chúng ta cũng đã trải qua gần hết mùa hè rồi các bạn và chúng ta cũng đã trải qua những cái thông tin rất là lớn như liên quan tới Malgox. Tới cuối cùng nữa thì Malgox cũng đã trả tiền các bạn và chúng ta cũng thấy được là họ bây giờ chỉ còn có 2 tỷ 7 đô la mà thôi trong khi trước đó họ có 9 tỷ các bạn trong vòng 2 tháng qua họ đã di chuyển gần 7 tỷ đô la rồi và có một cái sự khác biệt khi ta nhìn vào cái con số Bitcoin mà họ còn khi nhìn vào Arkham đó, thì Arkham nói họ còn 46.000 BTC nhưng mà dựa theo cái biểu đồ này đến từ Bitcoin News đó, thì đã thấy được là bây giờ họ còn có 32.000 BTC mà thôi nghĩa là một số lượng lớn khác cũng đã được di chuyển trong thời gian một ngày qua các bạn nhưng mà không biết cái nào nó mới chính xác hơn và chúng ta cũng thấy được là chính phủ Hoa Kỳ cũng đã có sự di chuyển gần đây và cũng khiến cho nhiều người lo lắng nhưng mà sự thật đó thùng đã chia sẻ nhiều lần với các bạn rồi trước đây đó, thì chưa bao giờ nghe nói tới đây chính phủ Hoa Kỳ sẽ di chuyển lên sàn để mà bán trên sàn spot các bạn chưa bao giờ nghe luôn họ có bán bitcoin nhưng mà thường nó bán đấu giá hay là bán qua sàn OTC mà thôi cho nên thường nó những cái thông tin như thế này cái tin tức nó mang đến cái sự lo sợ nhiều hơn là sự thật các bạn Sự thật đó có thể là cái lực bán Từ chính phủ Hoa Kỳ hay là chúng ta nói tới chính phủ Đức đó, Nó không có ảnh hưởng nhiều đến thị trường Bằng cái sự lo sợ của thị trường Dẫn đến giá cả giảm Có nghĩa là chúng ta tự hồ mình trong thị trường này đã khá là nhiều các bạn và về cái số lượng bitcoin được di chuyển gần đây của chính phủ hoa kỳ đó thì tuy theo các bạn hỏi ai các bạn thấy được là cái số lượng 2 tỷ đó đó thì khoảng 590 triệu là chuyển lên trên sàn coinbase và có hai cái giả thuyết các bạn nhìn thấy được bài này đó thì nói là khả năng là chuyển đến coinbase để mà lưu trữ mà thôi tại vì chính phủ hoa kỳ với lại coinbase sẽ có cái hợp đồng là coinbase sẽ giúp chính phủ hoa kỳ lưu trữ cái số lượng bitcoin này thì cũng có thể các bạn như một số người khác đó như là cái bài này trên youtube 2 thì nói là khả năng chuyển lên Coinbase để mà bán. Chúng ta cũng thấy được là hồi năm 2023 năm ngoái đó thì đã có một cái sự chia sẻ đến từ chính phủ Hoa Kỳ. Năm ngoái họ cũng uh, di chuyển và bán khoảng chừng là 9.800 BTC Rồi sau đó họ thông báo là họ sẽ bán thêm 41.500 Bitcoin các bạn Từ thời điểm đó cho đến cuối năm 2023 Nhưng mà tới cuối cùng đó, thì cũng không nghe hay là không thấy Bất cứ thông tin gì liên quan đến việc là họ di chuyển Bitcoin mãi đến năm nay Thì cũng có thể là cái số lượng Bitcoin họ di chuyển 10.000 Bitcoin gần đây Là tại vì họ di chuyển bán để mà bù vào cái phần mà họ chưa có bán vào năm 2023 Nhưng mà chúng ta cũng sẽ biết khi mà có thông tin chính thức các bạn, tại vì các bạn thấy được là mỗi lần mà họ bán nó sẽ có những cái thông báo, giống như trong nhìn thấy được đây là thông báo đến từ US Marshall Service thì uh, họ cũng thông báo đây là thông báo năm 2021 họ thông báo bán là 4.041 BTC nó sẽ có, có sự rõ ràng các bạn khi chúng ta nhận được thông tin này rồi đó, thì thị trường một lần nữa là sẽ lo lắng nhưng mà khi chúng ta nhận được thông tin này thì lúc đó họ đã bán lâu rồi các bạn chứ không phải là khi chúng ta nhận được thông tin này họ mới bán đâu nói chung là cái mùa hè này chúng ta cũng đã trải qua rất là nhiều những cái phết lớn rồi và chúng ta cũng đã như thường nói gần kết thúc mùa hè này rồi nhưng mà đó là về giá cả di chuyển trong thì ngắn hạn nhưng mà nhìn về một góc kênh khác các bạn chúng ta cũng đừng quên tại sao mà Bitcoin là một tài sản mà ngày lại càng được nhiều người quan tâm chúng ta cũng thấy một cái bài viết ở trên Contagraph đó bài này là bài viết ngày hôm qua và họ nói là ngày hôm qua là ngày kỷ niệm 53 năm 53 năm trước đó chính là cái ngày Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon đã thông báo là đồng đô la sẽ bỏ bản vị vàng vào năm 1971 các bạn 53 năm trước và đó là cái sự bắt đầu của cái thế giới tài chính chúng ta biết ngày hôm nay là một cái thế giới dựa trên nợ các bạn chúng ta cũng đã nói khá nhiều về quan điểm đó rồi nhưng mà để các bạn hiểu rõ hơn đó thì chuyện gì đã xảy ra các bạn có thể là nhìn thấy những cái đồng đô la cũ bây giờ các bạn vẫn có thể mua được trên eBay các bạn à, và những đồng đô la cũ hồi xưa đó các bạn thấy được là sẽ có một cái dấu stem màu vàng trên màn hình dấu stem này là đại diện là bất cứ ai mà có đồng đô la cũng có thể đến ngân hàng và đổi ra thành vàng được các bạn có nghĩa là mỗi đồng đô la đều được đảm bảo bởi vàng nhưng mà bây giờ các bạn nhìn đồng đô la trên tay các bạn thì không còn nữa nó trở thành một cái loại tiền gọi là fiat nghĩa là tiền pháp định các bạn tiền đó có giá trị tại vì luật pháp nói nó có giá trị và người dân tin nó có giá trị tại vì người dân tin đây là quốc gia phát triển sẽ không có vỡ nợ và sẽ có thu nhập từ thuế và đảm bảo đồng tiền này có giá trị khi mà họ sử dụng đó gọi là tiền pháp định hay là fiat money hiện bây giờ và 53 năm trước đó là cái sự ra đời của hệ thống tiền tệ hiện tại các bạn và từ đó tới bây giờ đã có nhiều cái sự thay đổi và để các bạn hiểu rõ hơn nên thì chúng ta phải trả trở về vài năm trước đó nữa trước năm 1971 thì chuyện gì đã xảy ra lúc đó là chúng ta có một cái sự kiện rất lớn ở Hoa Kỳ là khủng hoảng tài chính dẫn đến lệnh hành pháp năm 1933. Lệnh hành pháp này đó nhiều người gọi đây là cái lệnh hành pháp được ban bởi tổng thống Hoa Kỳ để mà tịch thu vàng của người dân Hoa Kỳ. Nhưng mà trên thực tế không phải là tịch thu các bạn mà triệu hồi số lượng vàng đó và mua với cái số lượng ấn định. thì tại vì sao lại có cái sự kiện này xảy ra? tại sao lại có lệnh hành pháp 1933 đây là một cái bài thường nó chia sẻ cách đây cũng lâu rồi tôi muốn chia sẻ lại để các bạn có thể liên kết được những cái sự kiện và nhất là những bài nào mà trong thị trường crypto này tôi nghĩ là để hiểu được tại sao bịch không ra đời thì các bạn cũng cần phải hiểu được lịch sử ra sao và hệ thống tiền tệ như thế nào Lệnh hành pháp 6102 là lệnh hành pháp của Hoa Kỳ được ký bởi Tổng thống Franklin Roosevelt vào ngày 5 tháng 4 năm 1933 trong thời kỳ đại khủng hoảng từ năm 1929. Lệnh này đã yêu cầu công dân Mỹ phải giao nộp tất cả loại tiền xu vàng, vàng thổi và chứng chỉ vàng mà họ sở hữu, trừ một lượng nhỏ như là trang sức cá nhân, vàng dùng trong công việc và mỗi người được quyền giữ khoảng chừng là 160 gram vàng các bạn, nghĩa là khoảng 10.000 đô la tính theo giá hiện tại. Còn lại đã phải giao cho Fed để đổi lấy 20 đồng và 67 cent cho mỗi một ounce vàng. Đây là giá trị tính theo bản bị vàng của đồng USD đã có từ thế kỷ 19. Nếu ai cố tình giấu vàng có thể bị phạt là 10.000 đô la, tương đương với là bây giờ là khoảng 226.000 đô các bạn phạt rất là nặng, hoặc là 10 năm tù, hoặc là cả hai. Thì tại sao Hoa Kỳ lại có cái lệnh triệu hồi tất cả vàng và không cho người dân lưu trữ trên căn bản người dân vẫn có thể lưu trữ một số lượng nó cũng không phải là nhỏ các bạn 10.000 đô thì hiện bây giờ người dân hoa kỳ cũng đâu có lưu trữ trung bình đâu có lưu trữ hơn 10.000 đô vàng nè các bạn vàng là một cái gì đó không phải ai cũng lưu trữ hiện bây giờ nhưng mà lúc trước đó thì họ có lưu trữ và các bạn thấy là sau khi mà thu gom vàng giá sau đó được thay đổi thành 35 đô mỗi ounce vàng điều này nghĩa là gì các bạn điều này đó có hiệu quả làm giảm giá trị dòng đô la 40% tại vì trước đó thì một ounce vàng là 20 đô 67 cent sau khi tịch thu thì họ thay đổi là một ounce vàng là 35 đô có nghĩa là làm giảm giá trị đồng đô la 40% nghĩa là làm phát các bạn để bơm tiền vào nền kinh tế thời điểm này vẫn là thời điểm bản bị vàng cho nên họ không thể nào mà cứ in tiền được muốn in tiền thì phải có vàng và nếu muốn in thêm tiền thì phải thay đổi là một đô la đổi được bao nhiêu vàng khiến giá đồng đô, đô la mất giá hơn thì sẽ in được nhiều hơn. Cái lý do đằng sau lệnh hành pháp 6102 là để chống lại đại khủng hoảng. Vào thời điểm đó, nó Hoa Kỳ áp dụng tiêu chuẩn vàng, một hệ thống tiền tệ trong đó giá trị của tiền được liên kết trực tiếp với vàng. Trong đại khủng hoảng thì mọi người tích trữ vàng, tin rằng nó sẽ an toàn hơn so với tiền giấy vì nó có thể trở nên vô giá trị nếu như mà ngân hàng trung ương phá sản việc tích lũy này đã làm giảm cái lượng dự trữ vàng có sẵn của chính phủ hoa kỳ và hạn chế cái số lượng tiền mà chính phủ có thể đưa vào lưu thông để kích thích tình kinh tế các bạn thấy được là có cái bản bị vàng thì không có in tiền để mà bơm vào nền kinh tế khi mà tình hình xấu được giống như là dịch bệnh các bạn cho nên khi mà có đại khủng hoảng thì chính phủ hoa kỳ không in thêm được nhiều tiền cho nên không có thể có những cái chiến lược để mà kích thích tình kinh tế như là bây giờ Chính quyền của Tổng thống Roosevelt tin rằng thu hồi vàng có thể thực hiện các chính sách tiền tệ một cách hiệu quả hơn để chống lại suy thoái kinh tế, khuyến khích chi tiêu và đầu tư và thúc đẩy phục hồi kinh tế và kết quả đã có thể phục hồi kinh tế Hoa Kỳ. Đại khủng hoảng kết thúc vào năm 1941, lệnh hành pháp 6102 đã kết thúc năm 1974 các bạn. Sau đó đó thì người dân Hoa Kỳ giống như bây giờ có thể là mua lưu trữ vàng tự do. Lý do dẫn đến 6102 là vì tình hình khủng hoảng kinh tế lúc đó Fed không thể in thêm tiền nếu như mà không có đủ vàng. Vì lúc đó đồng đô la theo tiêu chuẩn vàng như thường vừa chia sẻ với các bạn. Và khi mọi thứ ổn định thì lệnh này đã hủy bỏ vào năm 1971. Nhưng mà như thường vừa chia sẻ với các bạn, năm 1971 cũng là năm gì? Cũng là năm mà Richard Nixon, tổng thống Nixon lúc đó đã ra quyết định là đồng đô la sẽ không còn phụ thuộc vào vàng nữa. Nó đã trở thành một cái tiền fiat, tiền pháp định các bạn. Và đây là cái lệnh thành pháp được ký bởi tổng thống Roosevelt tịch thu vàng 1933. Các bạn nhìn thấy được trên màn hình đây là cái video rất nổi tiếng khi mà tổng thống Richard Nixon năm 1971 đã công bố với mọi người là tiền Hoa Kỳ bây giờ đã là một tiền pháp định không liên quan tới vàng nữa và đó cũng là cái sự bắt đầu của tất cả những gì chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay. Sau khi đó, đó thì nhiều người đã bắt đầu nhìn vào tình hình kinh tế nói chung thì mọi thứ đã thay đổi các bạn trong vòng 53 năm qua chúng ta nói tới là về khoảng cách giữa giàu và nghèo đó thì giàu và nghèo ngày lại càng cách xa và cách xa hơn. Đừng nói tới từ năm 1971 từ khi thông qua Mỹ các bạn thông qua Mỹ năm 1998 và từ đó đến bây giờ đó thùng có thể nhìn thấy được với chính con mắt của mình cái sự phân cách giàu nghèo càng ngày càng rõ ràng hơn không thể nào rõ hơn bây giờ khi chúng ta so sánh với lại 10 năm trước, 20 năm trước nữa. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là ngoại trừ cái việc phân cách giàu nghèo ngày càng rõ ràng hơn, chúng ta cũng nhìn thấy được là người ta đi làm đó, thì các bạn nhìn thấy được là bây giờ lương ở Hoa Kỳ nếu nói là 100 000 đô một năm, thì cũng là một cái mức lương mà thường nghe các bạn hồi mà Thuận mới qua Mỹ đó, thì 100 000 đô là công ty có thể chỉ có vài người làm được cái mức giá đó mà thôi. Nhưng bây giờ 100 000 đô là một mức lương mà cũng rất là bình thường khi chúng ta nói tới ở Hoa Kỳ. Nhưng mà ngược lại đó thì mức giá đã leo thang các bạn dẫn đến là 100.000 đô bây giờ đã không còn như xưa nữa. Có thể nói là vật giá leo thang từ năm 1971 đến bây giờ cực kỳ nhanh. Lương thì không thể sánh bằng. Trong khi mà cái hiệu suất làm việc của nhân viên đã tăng theo thời gian các bạn. Chúng ta bây giờ đã thấy là nhân viên đã có nhiều cái công cụ hơn. Họ có máy vi tính, họ có rất là nhiều thứ để hỗ trợ họ làm công việc có hiệu quả tốt hơn. Nhưng mà lương của họ đã không tăng nhanh bằng lạm phát. Khiến cho các bạn nhìn thấy được là khi mà chúng ta nhìn vào những sự so sánh một người năm 1980 thì lúc đó họ làm lương bao nhiêu? Lương lúc đó rất là thấp các bạn nhưng mà giá nhà lúc đó cũng rất là thấp luôn. Bây giờ lương cao nhưng mà giá nhà đã cao hơn gấp mấy lần so với trước đó rồi. Cho nên dẫn đến là một người có thể là cũng chức vụ đó trong công ty, lương đó thì coi như là cũng là cao nhưng mà không thể mua được nhà ở Hoa Kỳ tại vì lạm phát nó đã khiến cho tiền mất giá quá nhiều từ năm 1971 và chúng ta cũng thấy được là có một số những sự so sánh cũng rất là thú vị các bạn sau năm 1971 đó thì lại có một cái hiện tượng đó chính là một gia đình chồng đi làm vợ cũng đi làm đã trở thành một điều rất là bình thường để thuần kiếm cái biểu đồ đó để mà chia sẻ với các bạn đây là biểu đồ này các bạn chúng ta nhìn thấy được là càng ngày lại càng có nhiều gia đình mà cả hai người vợ và chồng đều đi làm nó đã trở thành một cái gì đó bình thường nhất là ở hoa kỳ này tại vì sao các bạn? tại vì bây giờ cần phải có hai thu nhập thì mới có thể có được cuộc sống như là mong muốn và tất cả những biểu đồ này đó cho chúng ta thấy được là sau 1971 mọi thứ đã thay đổi rất là nhanh và đó cũng là cái sự bắt đầu của hệ thống tiền tệ ngày hôm nay một hệ thống tiền tệ dựa trên nợ hiện bây giờ và thường không nói cái này là tốt và là xấu các bạn Thường chỉ nói với các bạn đây là sự thật khi mà chúng ta nhìn vào lịch sử của tiền tệ Chúng ta có thể nói được là đồng đô la đã có lịch sử là 100 năm hay là 80 năm. Những đồng khác như là đồng bảng Anh đã có lịch sử là 200 năm. Nhưng mà cái đó là chúng ta đang nói tới lịch sử khi xưa thôi các bạn. Thật ra cũng là đồng đô la nhưng mà sau năm 1971 đã là một tiền fiat các bạn. Đó là khác xưa rồi. Trên căn bản đó khi chúng ta nói tới Bitcoin thì Bitcoin là 15 năm. Là một cái loại tài sản nó rất là mới. Cái đó là đúng các bạn. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào lịch sử của đồng đô la, một đồng mà rất quyền lực ai cũng muốn sở hữu, thì như thế nào các bạn, đồng đô la lịch sử trên căn bản cũng chỉ có 53 năm mà thôi, từ khi mà không còn là bản vị vàng, là một loại tiền tệ hoàn toàn khác, 15 năm, đương nhiên thấp hơn nhiều so với 53 năm, nhưng mà khoảng cách không như các bạn nghĩ là Bitcoin chỉ có mười mấy năm trong khi những loại tiền tệ khác là mấy trăm năm, không phải là gì đâu các bạn, khoảng cách nó ngắn hơn các bạn nghĩ nhiều, và mọi thứ đều là một cái sự thử nghiệm Bitcoin là một cái sự thử nghiệm Cũng giống như đồng đô la hiện bây giờ cũng là một sự thử nghiệm mà thôi Họ thử một loại tiền tệ gắn bó với vàng không hiệu quả Bây giờ họ muốn loại tiền tệ không gắn bó với vàng Có hiệu quả hay là không đó thì lịch sử sẽ có câu trả lời các bạn Nhưng mà bây giờ thì ngay chúng ta nhìn thấy những quốc gia lại càng có nợ công càng nhiều Nhất là Hoa Kỳ hơn 35 nghìn tỷ Trong khi chúng ta nhìn thấy được là không có ai nói đến việc là muốn giảm chi tiêu hết Bất cứ một ứng cương viên nào Điều nói là có chiến lược này, chiến lược kia sẽ hỗ trợ người nghèo, sẽ hỗ trợ công ty, rồi sẽ làm làm kia các bạn Tới cuối cùng đó, thì tiền đâu để làm, <laughs> các bạn nhìn thấy được là chỉ có thể in tiền mà in tiền mà thôi Hôm nay, Phó Tổng thống Kamala Harris cũng đã công bố kế hoạch khi mà bà vận động bầu cử ngày hôm nay Bà nói là bà có kế hoạch thứ nhất là trợ cấp 25.000 đô cho người mua nhà lần đầu Thứ hai là giảm thuế 6.000 đô cho mỗi trẻ em trong năm đầu đời. Cái này là cái sự tăng các bạn thôi nhớ hồi xưa là 5.000, bây giờ thành 6.000. Và thứ ba là xóa bỏ hàng tỷ đô la nợ y tế và nợ sinh viên cho hàng triệu người Mỹ. Nghe thì rất là hấp dẫn các bạn, nhưng mà đến cuối cùng đó thì các bạn có nghe được cái tiếng gì hay không? Cái tiếng br các bạn, <laughs> chúng ta thấy máy in là sẽ tiếp tục và tiếp tục in ra. Không có ai nói tới việc là giảm chi tiêu hết, ai cũng nói tới việc là tăng chi tiêu các bạn. <laughs> Và đương nhiên chúng ta được là những người trong thị trường này cũng đang nhanh chóng nói là những cái chiến lược này chỉ dẫn đến tầm đô la mất giá và mất giá mà thôi. Coinbase CEO cũng nói như vậy. Hôm nay chúng ta có Elon Musk cũng nói như vậy. Chúng ta có tỷ phu Mike cũng nói như vậy. Mọi người đều có cùng một quan điểm Và nhiều khi Thuận thấy Thuận chia sẻ những cái này Nó giống như là lập lập lại các bạn Nó khác một chút Nhưng mà Thuần luôn muốn các bạn nhớ được Tại sao chúng ta lại đến ngày hôm nay Khi chúng ta nhìn vào quãng đường của Bitcoin Nó không phải là một cái gì đó ngẫu nhiên các bạn Tại sao Bitcoin ra đời tại sao Bitcoin đến từ ngày hôm nay thì nó đã cả một cái chặng đường các bạn nó là cả một cái minh chứng cho thấy đồng đô la mất giá thế nào nó cả là một minh chứng cho thấy được là mọi người ngày càng hiểu hơn bản chất thật của đồng đô la và hiểu hơn về Fed và ngày lại càng bất lòng tin với hệ thống này đó là một minh chứng đối với thuần các bạn và không phải tự nhiên chúng ta nhìn thấy được là chúng ta có những cái quỹ hưu trí ngay cả quỹ hưu trí quốc gia Hàn Quốc các bạn đã mua 24.500 cổ phiếu MicroStrategy trị giá 33.7 triệu đô la trong quý 2 thì tại sao có thể tại vì họ không thể mua Bitcoin trực tiếp hay là họ không muốn mua Bitcoin Spot ETF có thể gây ra nhiều cái sự ồn ào nhưng mà mua cổ phiếu chỉ là một trong những cách có thể tiếp cận được với lại tài sản đó chính là Bitcoin chúng ta nhìn thấy được là không phải chỉ riêng ở Hàn Quốc chúng ta cũng đã nghe là ngân hàng trung ương của Na Uy các bạn Norwegian Central Bank cũng đã mua hơn 1 triệu 1 triệu mốt, cổ phiếu của Michael Strategy. Ngân hàng Trung ương của Thụy Sĩ cũng mua 446.000 cổ phiếu của Michael Strategy. Họ đều muốn tiếp cận loại tài sản đó chính là Bitcoin hiện bây giờ các bạn. Các bạn có thể nhìn vào những thông tin này. Các bạn cũng thấy được là Bitcoin đã đi xa tới cỡ nào rồi. Chúng ta đang nói tới là ngân hàng Trung ương tích lũy những cái cổ phiếu mà nó còn liên quan tới Bitcoin hiện bây giờ. Tòa án Dubai ngày hôm nay đã công nhận việc trả lương bằng crypto là hợp lệ trong hợp đồng lao động, đánh dấu sự chấp nhận rộng rãi hơn đối với là crypto tại những tiểu vương quốc Ả Rập các bạn, UAE. Trong cái vụ việc này, thì một nhân viên đã kiện công ty bị không trả phần lương bằng 5.250 token EcoWatt như là quy định trong hợp đồng. Năm 2024, tòa án đã ra phán quyết yêu cầu công ty thanh toán lương bằng crypto theo hợp đồng, không cần quy đổi sang tiền pháp định một bước tiến tới rất là lớn ở Dubai và chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ đội tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump và họ nói là họ đã ra quyết định là Cantor Fitzgerald CEO công ty Cantor Fitzgerald CEO của họ là Howard Lutnick và đồng sáng lập World Wrestling Entertainment, WWE là Linda McMahon, sẽ dẫn đầu nhóm chịu trách nhiệm tổ chức chính sách và quản lý nhân sự nếu như Trump thắng cử tổng thống ở Hoa Kỳ vào tháng 11 này. Và Cantor Fitzgerald là công ty các bạn đã biết là lưu trữ tài sản của Tether. CEO của họ là một người rất là ủng hộ crypto các bạn. Có thể nói đây là một trong những cái động thái khiến cho nhiều người càng có lòng tin hơn là cựu tổng thống Donald Trump không phải nói suông thật ra cũng đã có những cái chiến lược để mà ủng hộ thị trường này bằng cách là có những người ủng hộ crypto hỗ trợ ông nếu như mà ông đắc cử và nói tới cựu tổng thống Donald Trump đó, thì các bạn thấy được là cái thông tin đến từ bầu cử tổng thống nói là ông lưu trữ khoảng 1 triệu đô la crypto thế cái con số này đã thấy không có nhiều các bạn trên căn bản nếu chúng ta nhìn vào những cái ví được theo dõi bởi Arkham Intel đó thì nói là ông lưu trữ là khoảng 3 triệu rưỡi đô la crypto nhưng mà trong giấy tờ thì nó là một triệu mà thôi có thể là tại vì một triệu này là một triệu mà được quyên góp trực tiếp vào cái cuộc bầu cử tổng thống còn cái số lượng này ra là cái số lượng được airdrop mà thôi các bạn và đương nhiên ethereum là đến từ việc là ông bán nft nhưng mà các bạn cũng thấy được chúng ta đang ở một cái thời điểm mà ứng cử viên tổng thống lưu trữ crypto chúng ta cũng thấy được một người khác nữa trước đây cũng là ứng cử viên tổng thống vivek ramaswamy các bạn và nhiều người tin tưởng nếu như mà trump đắc cử lần này thì Vivek sẽ là một trong những người được lựa chọn để mà hỗ trợ trong chính quyền của cựu tổng thống Donald Trump. Chúng ta nhận thấy được là Vivek ngày hôm nay cũng chia sẻ là lưu trữ đâu đó từ 100 cho đến 250 000 đô la Bitcoin. Đây là cái sự chia sẻ trên giấy tờ mà thôi các bạn sẽ được bao nhiêu đó thì chúng ta không có biết. Nhưng mà chúng ta thấy được là chúng ta đã đến một cái thời điểm chúng ta có nghị sĩ, chúng ta có ứng cử viên tổng thống lưu trữ crypto hiện tại và nói tới những người có chức quyền đó các bạn thấy được là có một cái tấm hình chụp lại đây là cái cuộc phỏng vấn với lại bố của tân thủ tướng Thái Lan và các bạn có thể nhìn thấy được là ở trên cái kệ đây thì có cái đồng hồ đồng hồ này gọi là cái đồng hồ Block Clock Mini cái đồng hồ này là cái đồng hồ mà các bạn có thể kết nối với wifi con số có thể thay đổi dựa theo là giá Bitcoin bao nhiêu các bạn và bản thân của ông nó cũng là thủ tướng trước đây ông là một cựu thủ tướng có thể là một Bitcoiner các bạn. <laughs> Nói tới chính phủ Đức đi, các bạn thấy được là chỉ vài tuần sau khi mà chính phủ Đức hoảng loạn xin phép tòa bán gấp 50.000 Bitcoin thì văn phòng an ninh thông tin liên bang của họ đã đăng trên LinkedIn khuyên công nhân của nước Đức nên lưu trữ Bitcoin trong bí lạnh để mà đảm bảo an toàn. <laughs> các bạn thấy được là có cái gì đó nó không có logic ở đây. Các quan chức của chính phủ Đức sẽ có cuộc họp với lại Gen3 CEO là Samson Mao vào tháng 10 năm nay các bạn về ý tưởng lưu trữ Bitcoin cho quốc gia. Chúng ta cũng nói nhiều về vụ này rồi nên sẽ không có lặp lại các bạn và chúng ta cũng thấy ngoại trừ những cái thông tin vừa qua liên quan tới là những quỹ đầu tư họ lưu trữ à, crypto chúng ta nói tới là những cái ngân hàng trung ương cũng bắt đầu lưu trữ cổ phiếu microstrategy chúng ta có rất nhiều chính trị gia lưu trữ Bitcoin hiện bây giờ à, và chúng ta nhìn thấy được là những cái công ty forward như BlackRock đó thì họ ngày lại càng quản lý nhiều Bitcoin và Ethereum có thể nói bây giờ đó BlackRock đã vượt qua Grayscale các bạn khi mà nói tới cái số lượng Bitcoin họ lưu trữ hay là cái số lượng Ethereum đều vượt qua Grayscale và nói tới Bitcoin Spot ETF đó, thì ngày hôm nay tình hình như thế nào ngay bây giờ đó chúng ta đang có dòng tiền dương là 15 triệu đô la các bạn nhìn thấy được là chúng ta chỉ có một đơn vị duy nhất bán đó chính là Grayscale mà thôi các bạn nhưng mà chúng ta cũng có dòng tiền dương đến từ những quỹ khác chúng ta vẫn chưa có thống kê đến từ BlackRock nhưng mà ngay bây giờ Bitcoin Spot ETF là dương 15.5 triệu Chúng ta nhìn thấy được là Ethereum thì sao Ethereum đó thì ngay bây giờ chúng ta đang âm 25 triệu Chủ yếu là cái phần lớn là cái dòng tiền âm đến từ Rayscale các bạn Nhưng mà chúng ta vẫn chưa có thống kê từ BlackRock Hoàn toàn có thể là trở thành dòng tiền dương khi mà chúng ta có thống kê đến từ BlackRock và chúng ta cũng có cái thông tin là Franklin Templeton đã nộp đơn xin phê duyệt Crypto Index ETF. Ban đầu đó họ sẽ nắm giữ Bitcoin và Ethereum với tỷ trọng dựa trên vốn hóa thị trường hiện tại. Đây là một cái quỹ ETF crypto hỗn hợp các bạn thì họ sẽ cân bằng Bitcoin và Ether theo tỷ trọng dựa trên vốn hóa của thị trường và đương nhiên đây là cái quỹ thứ nhì để đơn có Crypto Index ETF quỹ đầu tiên là Hasdex các bạn ngày lại càng có thêm nhiều sản phẩm crypto xuất hiện và càng có nhiều sản phẩm càng tốt các bạn nó càng khiến cho crypto ngày càng vững chắc hơn trong thị trường tài chính nói chung và chúng ta cũng thấy là trong thời điểm này đã lại có cái sự tích lũy đến từ những cái người đầu tư dài hạn các bạn dựa theo Glassno đó thì họ nói là những người đầu tư dài hạn đã bắt đầu tích lũy trở lại. Các bạn nhìn thấy được là đã có một cái thời gian từ tháng 1 cho đến tháng 3 năm 2024 đó thì chúng ta nhìn thấy được là họ đã có có sự phân phối nhưng mà bắt đầu từ tháng 5 của năm nay đã bắt đầu có sự tích lũy trở lại và cái sự tích lũy đó đã tăng tốc bắt đầu là từ tháng 7 năm nay các bạn. Chúng ta nhìn thấy cái đường màu cam này đã tăng tốc lên. Có nghĩa là hiện bây giờ chúng ta đang thấy những nhà đầu tư dài hạn đã tích lũy trở lại và chúng ta nhìn vào phần trăm có lời đi thì bây giờ là bao nhiêu? không refresh cái trang này khi mà cái biểu đồ này kết thúc ngày hôm nay là 58.900 đô thì chúng ta đang mức là 76% hiện bây giờ đang có lời và còn hai thông tin nữa thùng muốn chia sẻ với các bạn và nó liên quan tới binance ngày hôm nay đã thùng cũng tâm sự khá là nhiều tại vì ngày mai là cuối tuần cho nên thùng sẽ nghỉ ngơi một ngày sẽ không có video thùng muốn chia sẻ và tâm sự nhiều với các bạn trước khi mà thùng nghỉ ngơi một ngày hy vọng ngày mai không có vấn đề gì trong thị trường các bạn tại vì mỗi lần nghỉ ngơi thì lại có sự cố lớn hy vọng là ngày mai không có binance thì đã đạt được cái thỏa thuận với lại quỹ ban chứng khoán và giao dịch brazil liên quan tới cái khoản thanh toán là khoảng một triệu bảy đô la các bạn và đó là liên quan tới brazil còn liên quan tới ấn độ đó thì binance cuối cùng cũng đã trở lại Ấn Độ các bạn sau 7 tháng bị cấm ở Ấn Độ. Có thể nói như thế này, năm 2023 là một năm mà cực kỳ khó khăn với là Binance. Hầu như tuần nào chúng ta cũng nói tới là Binance thì bị quốc gia này cấm quốc gia kia không cho phép hoạt động. Năm nay chúng ta thì được mọi thứ nó đã chuyển tốt hơn rồi. Chúng ta bắt đầu thấy là Brazil, Ấn Độ thì Binance cũng đã bắt đầu là đóng phạt rồi sau đó tuân thủ quy định rồi sẽ tiếp tục hoạt động. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link của mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bidex, XM, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.